một đơn vị kinh doanh xe tại thành phố Hồ Chí Minh mới đây, chào bán chiếc Volkswagen Touareg với giá hơn 500 triệu. Theo tìm hiểu xe này sản xuất năm 2013, đã đi được khoảng 100.000 km. Ở thời điểm mua mới, chiếc Touareg có giá khởi điểm 2 tỷ 593 triệu. Sau khi hoàn tất thủ tục lăn bánh, chủ nhân phải bỏ ra không dưới 2 tỷ 8. Như vậy, sau 11 năm sử dụng, giá trị xe đã giảm hơn 80%. Mức khấu hao này ngang tiền mua một chiếc xe đức hạng xăng như BMW X3. Mercedes-Benz GLC. Giá tiền hiện nay ngang một chiếc Toyota Vios đập hộp, nhưng chiếc SUV trên lại sở hữu một số giá trị sử dụng của những dòng cao cấp. Lý do là Touareg dùng chung nền tảng khung gầm và động cơ với Porsche Cayenne, trong khi lại êm ái hơn do không hướng đến yếu tố thể thao như mẫu xe đồng hương. Sau 11 năm sử dụng, tổng thể xe đã hao mòn theo thời gian. Mặt ca lăng mạ chrome không sáng bóng như thời điểm mới mua. Cụm đèn pha bi xenon tích hợp chiếu theo góc lái còn khá mới bộ mâm 5 chấu to bản ban đầu được chủ xe nâng cấp, lên bộ mâm đa chấu sơn đen, giúp tăng vẻ thể thao cho xe. Phía trong độ thêm cùng phanh màu xanh lá nổi bật, do thương hiệu Brembo sản xuất. Một số chi tiết như ốp sườn, ốp cản trước sau, viền vòm bánh xe, tay nắm cửa, chụp ống xả và ốp gương chiếu hậu đều sơn lại tông màu tối. Logo và dòng chữ Touareg thay sang loại màu đen. Nội thất không hiện đại như xe thế hệ mới, nhưng giữ được sự chỉnh chu truyền thống của thương hiệu xe Đức. Khu vực hộp số, táp lô và táp cửa ốp gỗ nâu bóng, bảng điều khiển trung tâm, trang bị màn hình giải trí cỡ nhỏ kèm các nút bấm chức năng cơ bản. Do đã lăn bánh 100.000 km, ghế ngồi của xe không tránh khỏi sự xuống cấp, xuất hiện nhiều vết nhăn. Theo một người kinh doanh xe đức cũ có tiếng, nội thất của dòng Volkswagen nói chung được hoàn thiện tốt, nút bấm ít khi bị bong chóc sơn sau thời gian sử dụng. Thuộc đời 2013, xe vẫn có nhiều tiện nghi như hàng ghế trước chỉnh điện 14 hướng kèm chức năng sưởi ghế ghế lái có nhớ ghế 3 vị trí, điều hòa tự động hai vùng, 6 túi khí, hệ thống kiểm soát hành trình Cruiser Control, hệ thống lái trợ lực và cảm biến theo tốc độ. Xe được trang bị duy nhất động cơ V6, dung tích 3.6 lít, công suất tối đa 280 mã lực, và mô men xoắn cực đại 360 Nm hệ dẫn động 4 bánh chủ động, toàn thời gian 4 màu sườn kèm hộp số tự động 8 cấp Tiptronic. Chanix. Hiệu năng xe ấn tượng đổi lại, mức tiêu hao nhiên liệu của xe sẽ khá cao lên 13-15 lít cho 100 km với đường nội đô và giảm còn 11 đến 12 lít với đường hỗn hợp. Tầm giá hơn 500 triệu, chiếc Volkswagen Touareg là lựa chọn hay cho người dùng có tài chính vừa phải, nhưng muốn trải nghiệm xe Đức. Đương nhiên, chi phí bảo dưỡng sẽ cao hơn so với mua mới một chiếc xe phổ thông, trong phân khúc hạng B. Theo những chủ xe Volkswagen, dòng xe này không quá khó mua phụ tùng, giá linh kiện ở các garage ngoài tương đối hợp lý.